Hôm nay mình làm clip hướng dẫn mọi người cách cập nhật sinh trắc học của ngân hàng Vietcombank phiên bản mới nhất. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 nè. Thì như các bạn biết thì từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì nếu như các bạn không có cập nhật sinh trắc học thì sẽ không có giao dịch online được ha. Thậm chí chúng ta cũng không có thể rút tiền ở cây ATM được ha. Để cập nhật sinh trắc học này thì chúng ta có hai cách ha. Một là chúng ta cập nhật sinh trắc học thông qua NFC, chúng ta quét NFC. Tất nhiên điện thoại các bạn phải hỗ trợ NFC. Trường hợp thứ hai là Vietcombank nó hỗ trợ chúng ta có thể cập nhật sinh trắc học thông qua VNED ha, cho nên chúng ta sẽ phải có cái ứng dụng VNED mà chúng ta đã có kích hoạt mức 2 rồi ha. Ở đây là mình đã có sẵn, mình đăng nhập sẵn cho bạn xem thử ha. Đó mức 2 của mình ha. Và mình đăng nhập cái app của Vietcombank nha. Ở trước đó mình cập nhật xong rồi đó, nhưng mà gần đây nó báo là mình cần cập nhật lại thì mình thử coi là cập nhật lại nó có cái gì mới không ha. Đó, đó đây là giao diện của Vietcombank phiên bản mới ha. Đó, cập nhật sinh trắc học. Đó, thì đây nó có hai loại ha. Một là cập nhật thông qua căn cước công dân gắn chip, thì cái này thì chúng ta phải có điện thoại, chúng ta phải có NFC thì mới hỗ trợ được ha. Thứ hai chúng ta cập nhật cái tài khoản định danh thông qua VNID này, chúng ta bấm đồng ý ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ quét mã QR. Quét thành công ha. Tiếp theo là họ sẽ nói mình là quét khuôn mặt nè. Rồi, ghi nhận thành công rồi ha. Rồi, đó. Để yêu cầu mình là chia sẻ dữ liệu dùng từ ứng dụng VND ha. Có ha, xác định khuôn mặt có ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng SMS đi ha. Rồi, chúng ta sẽ nhập mã OTP vô ha. Rồi, xác nhận là OTP xong. Bấm lưu ảnh nha. Đến ứng dụng VND nha. Rồi chúng ta vô cái phần thông báo. Đó, trong phần thông báo nó hiện lên là xác nhận yêu cầu chia sẻ thông tin này, bấm vào đây. Đó. Thì các thông tin này mình có thể bấm mà chưa hiện thông tin thì chúng ta kiểm tra lại ha. Cái thời hạn cái này nó chỉ có 4 phút 30 giây, hơn 4 phút thôi. Các bạn xem là chúng ta bấm xác nhận nè, bấm đây. Xác nhận chia sẻ. Đó, thì đã chia sẻ thông tin thành công ha. Đó là đây là mình đã cập nhật phiên sinh trắc học trên phiên bản Vietcombank phiên bản mới nhất ha, ngày mùng 7 tháng 12 ha. Trước đó mình cập nhật xong rồi, thành công rồi đó, nhưng mà gần đây thì nó báo mình cập nhật lại thì mình thử cập nhật lại xem có gì mới không ha. Thì mọi người có thể tham khảo cách này để chúng ta cập nhật sinh trắc học trên Vietcombank thành công ha, để chúng ta giao dịch online thành công. Xin chào mọi người ha, chúc mọi người làm thành công ha.